chào tất cả các em. Hôm nay mình bắt đầu bài 2 và kiến thức bậc 2 và hình thức. Kiến bậc 2 của em Phương bằng trường logo A. Chắc các em cũng thắc mắc vì sao thầy lâu ra clip dạy bài 2 này đúng không? Thầy mới đi đám cưới cô em ở Sài Gòn về. Đi vô đó thì anh em ở câu lạc bộ ở trường đại học lâu ngày gặp lại thì cũng anh này anh kia tới và cũng chơi 2-3 ngày mới về. Về nhà thì thầy cũng ba mẹ thầy cũng đang sửa lại cái máy tôn ở trên. Nên ban ngày thì rất là ồn ào, thở nó làm ầm ầm, không có quay được video. Nhưng một số em thì cứ nhắn tin Facebook cho thầy, nói thầy giảng bài mới. Nên thay vì các em thầy cố gắng quay vào buổi tối để có ra đủ cái bài để mà kịp cái tiến độ học của các em. Các em thông cảm nha. Thì trong hè này thầy sẽ cố gắng hoàn thành hết học kỳ 1. Vô nửa năm sẽ không xong cái luôn học kỳ 2 và làm bài trong sách bài tập luôn. Qua học kỳ 2 của các em thì thầy sẽ ôn và bắt đầu giải đề. Vì các năm nay là năm 9 nên chuẩn bị thi trung cấp nên các em nên tốt nhất là nên hoàn thành sớm các chương trình học để mà có thời gian bắt đầu ôn luyện đề, tổng hợp tất cả các dạng, các bài thường gặp. Thì trong kênh của thầy thì cũng có các video tổng hợp các kiến thức và các dạng bài tập. Các em vào kênh và tìm để xem nha. Rồi, ta bắt đầu vào bài 2. Kiến thức bậc 2. Bắt đầu làm hỏi chấm đầu tiên, hỏi chấm 1. Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5. Hình này AC bằng 5 và cạnh BC bằng x, đơn vị cm. Thì cạnh AB bằng chiều tối của 25 trừ x, đơn vị cm. Vì sao câu này mà nếu các em học lớp hình lớp 7 kỹ thì giải được liền, nhìn vô thấy liền luôn, đâu cần phải làm đâu, đúng không? Nếu các em quên thì các em có thể tìm lại cái bài định lý Pythagore nữa. Không, thôi thầy thì để thầy nhắc luôn cho. Bài này thì làm như thế nào? Ta có Pythagore, áp dụng Pythagore liền, 0.1, 0.1, áp dụng định lý Pythagore nói gì? Để lấy video phát biểu là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Tam giác ABC đây là tam giác gì? Tam giác vuông nha. Bởi vì đây trên chữ nhật mà góc tay góc vuông là đương nhiên rồi, không còn phải nói nha. Thì bình phương cạnh huyền là cái gì? Bình phương cạnh huyền là cạnh gì? Đó chính là AC. Thì nghĩa là AC bình phương thì bằng cái gì? Tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Tổng bình phương hai cạnh góc vuông là bằng AB bình phương cộng tổng là cộng mà BC bình phương, đúng không? Mà ở đây là AB bình nên mình chuyển qua mình chia ra này. Phương trình thì tương đương phương trình. Các em nhớ nha, làm cái dấu để anh xem. Thì mình chuyển cái AB qua đây, AC qua đây thì ta có AB bình phương là bình bằng cái gì? Bằng AC bình phương trừ cho BC bình phương, đúng không nào? Bây giờ để tiếp tục tương đương thì đây là chỉ có AB, mình phải làm sao mất cái dấu bình phương. Thì bài trước mình đã nói rồi, phép ngược của phép bình phương là chính là phép ở căn bậc. Thì mình có AB thì bằng căn bậc 2 của AC bình phương trừ cho BC bình phương. Kể cái dấu bình phương ra nha. Cái này dài quá thì nên vẽ thước cho đẹp. Rồi, mà thay số vào, chúng ta có gì? Tương đương tiếp AB bằng AC là bằng 5 bình phương bằng 25, đúng không? 25 biết luôn, 25 trừ BC là x, nên là x bình phương. Cái bậc 2 ra cái biểu thức mà đề bài nhỏ chưa? Ra rồi nha, ok. Như vậy AB bằng x, AC bằng 5 thì chỉ ra AB bằng căn bậc 2 của 25 chữ x. Ra cái biểu thức chỉ áp dụng một cái Pythagore là ra, ok. Rồi xem phần tiếp theo, kế quyển sách lên. Rồi mình có gì nào? Cái này nó có khái niệm này, người ta gọi căn bậc 2 của 25 chữ x là căn bậc 2, căn thức bậc 2. Khái niệm nha, căn thức bậc 2 của 25 chữ x bình vương. Còn cái 25 chữ x vương cái trong dấu căn á, người ta ghi là biểu thức lấy căn, hoặc là nhiều, hoặc là chúng ta cũng có thể nói là biểu thức dưới căn, cũng là một cái hết. Biểu thức lái căn biểu thức dưới căn cũng được hết. Rồi một cách tổng quát, các em biết là này, gồm hai câu. Thầy gạch rõ ràng cho các em phân biệt. Với A là một biểu thức tại số, biểu thức tại số như biểu thức này này, biểu thức tại số. Lớp 8 học rồi biểu thức đơn thức đa thức, biểu thức là gì? Người ta gọi căn bậc A là căn thức bậc 2 của A, còn A được gọi là biểu thức lái căn hay là biểu thức dưới dấu căn, biểu thức dưới dấu căn. Biểu thức lái căn hay biểu thức dưới dấu căn được hết. Thì căn bậc A xác định hay có nghĩa khi A lấy giá trị không âm, nghĩa là A lớn bằng không. Như vậy để thầy ghi tường minh ra cho các em dễ hiểu nha. Căn bậc A là gì?
Kiến thức bậc hai. Kiến thức bậc hai của em. Ừ. Còn e là biểu thức lấy kênh, biểu thức lấy kênh, hay là biểu thức như kênh dưới vô kênh, à, dưới kênh cũng được, không quan trọng. Rồi rồi một cái nữa ha, kênh bậc hai của e xác định, hay thầy thường nói là gì, có nghĩa, có nghĩa khi, khi e không âm có nghĩa là lớn bằng không. Ok chưa, cái này học thuộc lòng nha, hai cái đây à, cái phải học thuộc lòng để mà nhớ. Rồi đi tiếp cho cái gì, ví dụ căn bậc 2 của bx là căn thức bậc 2 của bx, à, căn thức bậc 2 của bx xác định khi bx lớn bằng không, à, bx lớn bằng không thì nghĩa là à, chia hai với cho b thì mình được x lớn bằng không, chẳng hạn với x bằng 2, hai lớn bằng không nha, lớn bằng không thì căn bậc 2 của bx lấy giá trị là căn 6 2 căn 6 với x bằng 12 thì căn bậc 2 của bx b nhân cho 12 là bằng 36 đúng không, nghĩa là căn 36 bằng 6. Rồi hỏi chấm 2 à, tại sao kêu bằng 6 lên nha. À, cái dạng đề đây là cái phần có lẽ là các em sẽ gặp trong thời học kỳ chắc chắn, nên các em phải nhớ cái dạng này để làm cho kỹ cho đúng để thi đạt điểm cao này. Cái phần nào mà thầy nhấn mạnh thì hãy nhớ để làm. Rồi phần hỏi chấm 2 rồi với giá trị nào của x thì 5 trừ 2x xác định, xác định này hay nó chắc là có nghĩa khi nào căn bậc 2 5 trừ 2x có nghĩa khi mình áp dụng cái công thức mà trên thầy ghi này. Buổi tối bây giờ là cũng 10 giờ rồi mà vẫn còn ngồi đây dạy cho các em, cái ngày làm clip đâu được đâu, ồn quá mà. Nhưng mà thầy thì thầy tranh thủ, các em nhắn tin nhiều quá nên thầy phải tranh thủ buổi tối để mà làm cái clip, làm cho ra bài mới cho các em. Các em nhớ ủng hộ cho thầy nha. Rồi làm bài này thì căn mình biết là căn bậc 2 của 5 trừ 2x xác định khi 5 trừ 2x lớn bằng không, áp dụng quan trọng là mình tìm x nó bằng cái gì, lớn bằng cái gì, x nó xác định ra sao, mình biến đổi cái đây để nhá, tìm x, mình chuyển cái để cái như thế này thì mình chuyển 5 qua đây thì nó hai với âm thì nó không hay, mình chuyển cái âm 2x qua đây luôn thì cho nó dễ nhìn, lớn bằng 2x đúng không, chuyển cái âm 2x thì qua đây nó thành 2x. Các em lưu ý cái dấu của cái từng cái hạng tử đây nha, để chuyển với nha, đúng nha. Các em mà bị mất cấp thì hay cái bị lộn cái chỗ này nè, nó chuyển qua chuyển lại bị sai dấu thì làm cho kết quả sai đi, nên lưu ý. Rồi chúng nữa thầy làm ra cái cách hai cho các em, để các em thấy được nếu cái chuyển theo cách kia thì nó có vấn đề gì và phải lưu ý cái gì. Chuyển như thế này thì nó dễ rồi nhưng mà khi nào bắt buộc mình chuyển cái năm qua đây thì phải làm như thế nào, để chúng nữa thầy giải cách hai. Bây giờ giải tiếp, năm lớn hơn bằng 2x thì tương đương với lại năm chuyển cái hai qua đây, chuyển xuống mẫu, chuyển hai cái nhân tử, cái thừa số thì phải chuyển chéo, chuyển xuống tử, cái này thầy có dạy rồi nha. Rồi là rồi mình viết xuôi lại sẽ dẫn x nhỏ hơn bằng 5 phần 2. Ok. Khi x nhỏ hơn bằng 5 phần 2 thì cái căn này, cái biểu thức này lớn hơn bằng không thì cái căn này xác định theo căn này có nghĩa. Ok. Quay lại cách hai. Cách hai thì như thế nào? X nhỏ hơn lớn bằng không thì viết lại cái đề. Đó, bây giờ không chuyển 2x qua đây thì mình làm sao, mình chuyển 5 qua đúng không, thì ở bên đây vẫn còn 2x lớn hơn bằng âm 5 đúng không. Đó, như vậy tại sao cái đây nó bị ngược này, bởi vì ở đây là mình có gì, hay âm hay nói cách khác là bằng âm 1 nhân cho 2 nhân cho x đúng không, đây là âm 1 nhân cho 5 đúng không, thì hai với là âm 1 thì mình triệt tiêu, nhớ triệt tiêu của cái biểu thức mà có dấu lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng lớn hơn và nhỏ hơn đó. Thì khi triệt tiêu hai với của số âm thì dấu nó phải tạo ngược lại, nhớ một cái đó thôi là các em sẽ hiểu làm được cái bài này. Có một số em cứ bỏ dấu âm vậy là giữ nguyên dấu để chọc lắc nha, sai nha, mình cứ làm tiếp tục nha. 2x mình bỏ dấu thì nhớ quay ngược lại, 5 tương đương này, x thì nhỏ hơn bằng 5 phần 2. Quay lại cái chỗ nãy thầy nói lấy 5 2 là bằng bao nhiêu, 2,5 đúng không, 2,5 vậy mình cái lấy một cái ví dụ nhỏ hơn 2,5, ví dụ như là 1 đi, 1 như nãy luôn. Mình lấy giá trị 1 mình thay vào đây là bằng âm 2 đúng không, âm 2 lớn hơn âm 5 đúng không, chính xác chưa, chính xác đúng không. Còn nếu mà mình hay là mình dưới đây mà mình giữ dấu có nghĩa là nó sẽ thành 2x lớn hơn bằng 5 đúng không, mình thay 1 vào, thì nó thành 2 nhân 1 và 2, 2 lớn hơn bằng 5 nè, chặt lắc liền thấy không. Nên cái dấu trừ mà bỏ đi thì nhớ cái dấu thì phải quay ngược lại, lưu ý nha. Ok. Rồi qua phần 2, hàng đẳng thức căn bậc 2 của em phương bằng tuyệt đối của em, điểm số thích hợp và ô trống trong bảng sau.
Điền cái bảng này thì lấy bút chì điền thôi, đừng có điền bút mực nha. Bút chì điền thì thứ nhất là mình chuẩn bị sách giáo khoa, mình có giữ cho em học hay rồi hay là mình học hay mình không giữ cho em thì cũng dễ dàng, mình thay tuổi, mình ghi gì quan trọng thôi, còn không có quan trọng thì mình ghi bằng bút chì, giữ quyển sách cho sạch đẹp. Rồi giờ em Phương lên, âm hai bình phương bằng bao nhiêu, mình thầy ghi luôn nha, âm hai bình phương bằng bao nhiêu, bình bốn đúng không? Giờ là hết cái hàng này rồi, hàng dưới giờ âm một bình phương, âm một bình phương bằng bao nhiêu, bằng một, không bình phương lên không, hai phương lên bằng hai bình phương bằng bốn, e bình phương lên bằng chín đúng không? Vậy sẽ là căn bậc hai của e bình phương, căn bậc hai của e phương của cái e phương này của cái bốn á, đây cũng tương tự căn bậc hai của một, căn bậc hai của không, căn bậc hai của bốn, căn bậc hai của chín. Rồi thế là mình làm xong họ chấm bé rồi, điền cho thầy vào ô trống rồi. Qua phần bên kia rồi, và phần định lý. Định lý này thì nếu các em đọc làm thế này thì cũng được thôi, mà nó ghi dài dòng vậy các em nhìn chỗ đọc rối rối luôn. Thầy sẽ chỉ cho cách ngắn gọn để mà dễ nhớ. Mình có gì cái này mình áp dụng cái lớp 7 thôi, thực tế ra cái đây cũng lớp 7 này, đâu có gì mới đâu. Mình nhớ này, căn bậc hai của e, e đây là e nhỏ thì nó biết nó cũng dễ làm cho các em hiểu nhầm lắm, nên mình áp dụng cái e lớn như là cái đề bài này, e lớn như đề bài này là cái biểu thức luôn, chứ đây là e là một biến thôi, viết chữ thường là người ta tưởng là biến không, viết thường nó viết thôi khác nhau, nên thầy cũng hay dạy tất cả học sinh của thầy thì thầy dạy như thế này hết, không có viết chữ e thường như thế này mà sau khi học thì dễ bị lộn lắm. Thì tuyệt đối của e lớn bình phương bằng căn bậc hai của e lớn bình phương bằng tuyệt đối của e đúng không, mà bằng hai trường hợp. Hai trường hợp, trường hợp gì? Trường hợp đầu tiên là trường hợp bằng a với gì, với a lớn bằng không, với a dương, với nếu a âm thì phải bằng trừ của a với a âm là a nhân không. Ok rồi, bắt đầu để đây nha, để công thức đây, rồi xuống bên dưới mình áp dụng mình mới thấy được cái tại sao những cái âm. Đây cái ví dụ, ví dụ hai thầy đưa cũng chắc lắm nha, ví dụ hai tính a có e trừ căn bậc hai của a 12 bình phương, tính căn bậc hai của âm 7 bình phương, nó giải này, căn bậc hai của 12 bình phương bằng trừ đối của 2 bằng 22, cái này quá dễ là bình thường đúng không? Còn chỗ đây này, các em đọc rồi, coi thử hiểu không? Căn bậc hai của âm 7 bình phương bằng âm 7 mà ra bằng 7, mà nãy thầy giảng sao? Thầy giảng gì? Trừ đối của a mà a nhỏ không nhớ bằng âm a, ủa tại sao ra 7? Phải bằng âm 7 chứ? Đó đó là cái vấn đề mà học sinh nếu mà lớp 7 thầy không dạy hoặc là thầy lớp 7 mà nắm không kỹ á, thì hay bị lộn lắm. Câu A mà không nói gì đúng không? Tới câu B này, chỉ cần thầy giảng thêm một bước nữa thôi là các em nhìn ra thấy tại sao liền, biết tại sao liền. Mình thầy cũng làm y nó. Cái chỗ này là thầy thêm dụng mặt vô âm 7 cũng tuyệt đối không? Bằng nghĩ gì? Mà đúng theo công thức của thầy là nếu mà E nhỏ không này, mình xem cái âm 7 là bằng A luôn nha. Nếu mà thêm theo kiểu E nhỏ như là ở trên đó thì các em bị lộn liền. Còn đây là một biểu thức luôn, một biểu thức là bằng âm 7 luôn chứ không phải là chỉ là giá trị 7 thôi. Thì các em sẽ không bị lộn. Rồi ra sẽ bằng trừ của gì? E, trừ của E viết là E này là 7 đúng không? Trừ của E không phải là nhớ bằng 7 không? Chính xác không? Đúng như bài toán không? Chính xác không? Chính xác rồi. Đó, đó là tại sao trong sách giáo khoa nó cứ ghi tắc như thế này làm cho học sinh không hiểu. Thầy dạy là thầy dạy phải tương minh ra. Để các em nắm được ý đó. Để làm không bị lộn nữa. Mà nếu là học sinh của thầy dạy từ lớp 7 thì cái đó là các em quá quen rồi. Có thể thu nhanh vào tuần này. Nhưng mà nếu mà mới học thầy thì các em hãy nắm cái đó cho kỹ. Rồi, cái này cũng bài ví dụ này cũng hay này, phải tập rất nhiều. Nó còn biểu thức, thầy sẽ chia lại, chia cái phần giải đi, chia phần giải đi các em đoán. Nó còn biểu thức tuyệt đối căn bậc hai của căn hai trừ một tất cả bình phương thì nó bằng cái gì? Theo công thức của thầy nãy, rồi đọc này, đây thì nó bằng hai trường hợp, tuyệt đối của cái này bằng hai trường hợp e với là âm e. Mình phải xét coi cái căn hai trừ một đây lớn bằng không hoặc là nhỏ không để ra cái trường hợp nào. Bài này là chỗ làm giải quyết cái vấn đề chỗ đó thôi chứ không có làm nhau cái vấn đề gì nhiều đó. Mình xét coi căn hai trừ một âm hay dương, mà âm hay dương thì mình so sánh hai số này âm hai trừ một, so sánh như là cái bài một thầy có chỉ, nhưng mà nếu không có làm nhanh, không có so sánh thì cứ bấm máy tính, bấm máy tính ra, bấm máy tính bấm một căn hai, nhớ nha, bấm cái dấu đi ra nha. Thầy dạy thì thầy hay chỉ cách bấm máy tính luôn cho các em biết cách bấm, cho cái bấm lộn ra sai kết quả là cũng như đi tông à. Nhớ bấm cái mũi tên đi ra để thoát khỏi cái dấu kem hai, mà bấm trừ một thì bạn vô, bấm cái chữ SD có thể ra âm vô ra dương nha, như vậy cái này là lớn bằng không thì cái này ra 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 bằng xuống dương luôn, không có bằng không thêm dấu trừ, vậy kết quả là gì, người ta bằng dương như này không thêm dấu trừ,
xuống dưới đây mình cũng làm tương tự, mình bấm máy tính 2 trừ cho căn 5 cột thử là bằng âm dương, bấm chữ SD để mình thấy được âm dương hết đây nha, hết xem đây này. Đó, ra số âm đúng không, âm thì mình phải thêm dấu trừ này bằng này tuyệt đối của 2 trừ cho căn 5 này đúng không, bằng âm của 2 trừ căn 5 nó chính là bằng căn 5 nó thành gì, trừ 2 này cộng cho căn 5 này đúng không, trừ 2 cộng căn 5 đúng không, thì nó bằng nó đổi dấu dương ra theo âm theo cho là sâu vậy thôi, căn 5 trừ 2 giống như trong sau, ok chưa. Ok, còn đem so sánh này, 2 là bằng căn bậc 2 bao nhiêu, 4 đúng không, thì so sánh 5 với 4 là 5 lớn hơn 4, chia ra căn 2 lớn hơn căn 4, chia ra căn 5 lớn hơn 2. Ok, thì cái âm này, cái thương này, cái hiệu này này, cái âm thì dẫn đến âm thôi. Ok, bài ví dụ bài bài nhiệt tình dạy các em thì cũng mong các em là học hành thì nó chăm chỉ, đạt kết quả tốt nha, cho ba mẹ các em vui. Rồi, một cách tổng quát, A là một biểu thức cho có căn bậc 2 của A bình phương bằng trị đối của A, có nghĩa là bằng A nếu A lớn bằng 0, bằng âm A nếu A lớn 0, hoặc cái này nêu lại cái cụ thầy nói thôi, đâu có đâu. Ví dụ 4, rút gọn, này, cái bài này hay này, áp dụng liều, áp dụng cái như ở trên đó, nó làm cái căn bậc 2 của x trừ 2, tất cả bình phương với x lớn bằng 2 thì nó bằng trị đối của x trừ 2, vì x lớn bằng 2, x lớn bằng 2 chỉ là x trừ 2 luôn luôn dương đúng không, nên nó bằng nguyên mẫu, bằng dương, số dương, thì dưới đây A căn bậc 2 của A mũ 6 bằng mũ 6 thì làm sao, mũ 6 thì học lúc 7 cũng có cái tắc lũy thừa nè, bằng A mũ 3 tất cả mũ 2 thì bằng có mũ 2 thì mình mới triệt tiêu được chỗ căn, thì bằng trị đối của A mũ 3, vì A nhỏ hơn 0 nên A mũ 3 nhỏ hơn 0 đúng không, A nhỏ hơn 0 thì em mũ b nhỏ không, ví dụ a bằng âm 2 thì em mũ âm 2 mũ b là bằng âm 8, âm 8 một nhỏ không luôn đó, chỉ có bình phương lên thì nó mới ra luôn luôn dương, còn mũ b thì có thể âm cũng có thể dương, do đó thì trực tối của a bình phương bằng âm của a mũ b, vì a nhỏ không thôi, căn bậc 2 của a mũ 6 bằng âm a mũ b với a nhỏ không, hiểu chưa em, cái này là nó giả sẵn rồi, mình chỉ cần đọc và mình hiểu thôi, không cần phải giả lại làm giả lại làm gì hết. Rồi bắt đầu phần bài tập, bài tập thì thầy sẽ không có ra học chung với các bài học đâu, thầy sẽ ra từng cái clip luôn, vì mục đích của thầy là phải để các em tự làm, bài nào mà không làm được thì mới lên coi bài tập mà thầy giải thôi, còn cái thầy cứ mong là mấy video mà giải bài tập đó là không người xem là thầy càng mừng vậy, vì các em cái bài đó các em không có biết, không có phải lên xem làm gì hết, cũng khuya rồi, hẹn các em vào bài sau, chào các em, nhớ subscribe kênh nhé, ok.